chào quý vị, tôi tên là Pauline Lê, cố vấn gia đình của Trung tâm Tài nguyên quận Cam. Đề tài này là một phần của loạt phim chú trọng vào phương cách quản lý hành vi do bệnh mất trí nhớ. Đoạn phim này sẽ chú trọng vào các hành vi tức giận hoặc kích động và kiên trì, sự đề phòng như lời nói lặp đi lặp lại và hành động lặp đi lặp lại hay xảy ra cho người mắc bệnh mất trí nhớ. Quý vị như việc hỏi đi hỏi lại một câu hỏi nhiều lần hay cứ mang mắt kính lên rồi gỡ mắt kính xuống. Những lời khuyên này sẽ hỗ trợ cho quý vị quản lý những phương pháp để đối phó những hành vi này. Bước đầu tiên là tham khảo với bác sĩ để thẩm định và xác nhận đó là nguyên nhân y tế hay nếu thuốc uống gây phản ứng phụ. Giảm dùng cà phê cũng là cách hữu ích. Trong các trường hợp nặng, bác sĩ chuyên về hệ thần kinh có thể cho toa thuốc để giúp bệnh nhân với sự sa sút trí tuệ được bình tĩnh hơn. Giảm tiếng động bên ngoài, đồ đạc bừa bãi hoặc số người trong phòng. Duy trì lịch trình bằng cách giữ thói quen những vật dụng hàng ngày như là bàn ghế để yên nguyên chỗ và giúp cho người bớt bối rối bằng cách dùng lịch và đồng hồ, vật dụng và hình ảnh quen thuộc giúp mang lại cảm giác an toàn và tạo điều kiện cho những kỷ niệm vui cho người bệnh. Thử vuốt nhẹ, nghe nhạc êm dịu, đọc sách hay đi bộ để làm sự giảm sự kích động. Nói chuyện với giọng trấn an, đừng cố gắng kiềm chế người bệnh trong khi họ có phản ứng kích động hoặc có thể gây hại cho bản thân hay người khác. Giữ các vật nguy hiểm ngoài tầm của người bệnh. Nếu sự kích động tăng lên vào buổi tối, bật đèn ngủ đêm có thể làm giảm sự bối rối cho họ. Hạn chế các sự lựa chọn để làm giảm sự bối rối. Thay vì hỏi họ chưa muốn ăn gì, canh hay bánh mì, thì hãy nói là trưa nay ăn canh. Nhìn nhận thức sự tức giận của người bệnh như là một sự bối rối về sự mất kiểm soát trong cuộc sống của họ. Nói với họ rằng là họ có thể hiểu sự thất vọng của họ. Đánh lạc hướng với thức ăn, ăn vặt hay là một sinh hoạt nào đó, cho phép họ quên đi sự kiện đáng lo ngại. Đối đầu với người bối rối có thể làm tăng thêm sự lo lắng. Lời khuyên cho những người kiên trì lặp đi lặp lại lời nói hoặc hành động là trấn an hoặc cố gắng đánh lạc hướng người đó. Tránh nhắc họ đã hỏi những cái câu hỏi đó rồi, bỏ qua những hành vi hoặc câu hỏi cũng là một cách trong một vài trường hợp. Đừng thảo luận kế hoạch nào đó đối với một người bối rối. Cho đến trước khi sự kiện bắt đầu, thử đặt lên bàn một dấu hiệu ghi như là ăn tối lúc 6:30 chiều hoặc là An sẽ về lúc 5 giờ chiều, để lại một sự lo lắng. Không chắc chắn về các sự kiện đoán được. Học cách nhận ra một số hành vi của người bệnh như là trạng thái kích động hoặc là kéo quần lên có thể là dấu hiệu là người bệnh cần phải đi tiểu tiện. Liên lạc với bác sĩ của người thân khi cần, đảm bảo cho người ấy không bị đau nhức hoặc là có bất kỳ phản ứng phụ nào từ thuốc theo toa bác sĩ. Cách quý vị đáp ứng những quan trọng, rất là quan trọng để ngăn chặn những hành vi này xảy ra. Cảm ơn quý vị đã tham gia và chúng tôi hy vọng quý vị thực hành những lời khuyên này khi quý vị tiếp tục cuộc hành trình chăm sóc cho người thân.